Thắng Hoàng chào các bác nhá. Nay lên sóng cho anh em cục đẩy dry của Mỹ. Cái dòng này là dòng thương hiệu của Mỹ luôn các bác nhá. Thì máy còn đẹp gần như mới luôn các bác. Mã này thì LS600, công suất nó là 600W một kênh. Thì hôm trước cũng không nhớ là anh em nào có hỏi em cái cục này, thì nếu như có xem lại được, có nhu cầu thì anh em gọi điện cho em nhá. Máy này thì bóc máy ra đang còn rất là đẹp, ở bên trong nội thất sáng choang các bác ạ. Dòng máy của Roy từ cái loa, từ cái đẩy hoặc là từ con vang, chất lượng phải nói là cực kỳ cao cấp luôn. Anh em cứ mở nắp ra những cái sản phẩm của hãng Roy này, gần như bên trong nó không hề có những cái sự thay đổi luôn. Cái mẫu loa em bán vậy, chất lượng mạch, phím mạch của mẫu máy này nó làm cực tốt luôn các bác ạ. Chính vì vậy cho nên là âm thanh của cái mẫu máy này cũng rất là hay. Đây anh em nhé, bên ngoài, ngoại thất ở bên ngoài thì cũng đang còn rất là sạch đẹp. Đấy, rất là sạch đẹp, tinh tươm. Ok chưa? 600W kênh thì anh em dùng gia đình thì quá tuyệt vời rồi. Hàng công suất chuẩn để anh em chơi không phải suy nghĩ. Đây, nội thất đây các bác, chưa lau chùi gì nhưng mà nó vẫn rất là đẹp. Chưa lau chùi gì nhưng mà máy móc cũng rất là đẹp. Đấy, cái mặt trước thì em có lau sơ qua một chút. Bo công suất các bác nhìn thấy cái chất lượng mạch nó rất là đẹp, chất lượng mạch nó rất là đẹp luôn. Đấy. Mẫu máy này thì nó có thiết kế cho anh em theo một cái dạng nữa, đây là gain tín hiệu đầu vào nó sẽ chống sốc, nó sẽ lên từ từ cho anh em, nó đỡ sốc âm, tình trạng sốc âm đột ngột nha các bác nhé. Đấy. Chạy sò NGV kép máy class H, đây là diode và đây là MOSFET. Đấy, MOSFET và đây là dạng sò quách đại. Máy chỉnh chu đẹp, gần như là không có một dấu vết gì gọi là anh em làm lại nhé các bác nhé. Đảm bảo chất lượng đúng tiêu chuẩn để anh em dùng. Em quay phía sau cho anh em xem. Phiên bản này thì nó sử dụng dây nguồn liền. Cầu bắt loa bằng dây trực tiếp hoặc là có thể dùng giác cắm bằng Newtrix. Tín hiệu vào, tín hiệu linh ra đầy đủ cho anh em. Ba chế độ đánh cho anh em, mono, shifter, bridge. Máy chạy êm, mát tiếng hay, độ bền cao. Phiên bản này thì em bán ra cho anh em giá rất là rẻ, phải nói là rẻ. 3 triệu một con. 3 triệu một con, bảo hành 3 tháng anh em nhá. Đấy. Mẫu này thì bán 3 triệu là nó quá rẻ rồi. Đấy, 600W một kênh, hàng chính hãng, hàng thương hiệu của Roy luôn. Bác nào mua thì gọi điện trực tiếp cho Thắng Hoàng qua số 0969800985. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin chào.